giờ sẽ về nhà. Nó không như là ở châu Á, anh hướng dẫn viên đi theo suốt thì anh Việt Nam rất là nhà. Nhưng mà từng cái nó sẽ rất là đặc trưng châu Âu, nhưng mà thì nó cũng có cái hay, và từ từ nó cũng có cái rất là họ theo giờ, chỉ làm việc 8 tiếng một ngày thôi. Cái thứ hai là cái bầu trời mà mình đang đi này, họ gọi là bầu trời Địa Trung Hải. Nó xanh, nó rất là xanh. Nó xanh tới mức mà một tí nữa các cô chú nhìn cái khuôn mặt cháu có cảm tưởng như là cháu bị ốm. Là cái trời Địa Trung Hải. Mình đi vào cái mùa này là cái mùa hoa, hoa cỏ rợp đường. Và sớm thì nắng, chiều thì muộn. Đừng có ai bảo cháu là dẫn đi xem Paris by Night nhé. 11 giờ đêm mới tối. Mà trong khi 7 giờ về cơ bản, ngày hôm nay 7 giờ các cô chú về ngủ rồi. Vì ngày đầu, ngày đầu. Sáng ngày mai không có ai đi muộn. Sáng ngày mai mà chẳng hạn cháu cho xuất phát 8 rưỡi chẳng hạn, thì sáng ngày mai 5 giờ về cơ bản đoàn ta dẫn hết rồi. Ngày đầu, ngày đầu. Nhưng mà cố gắng thì các cô chú phải giúp cháu như thế này. Bây giờ là giới thiệu các gia đình đoàn mình nhá. Đoàn mình có 4 gia đình. Đấy. Gia đình đông nhất là gia đình ở Thanh Hóa, do ai làm chủ? 6 người, vậy là lục đại vương gia thế này. Đấy, anh chị nhìn thấy là 6 người ở Thanh Hóa. Cô trưởng đoàn gì nhỉ? Cô chị gì nhỉ? Quên tên. Chị Lan, cứ nói là nhóm chị Lan. Đấy. Nhóm thứ hai cũng đông người mà hôm qua đi vé máy bay hạng nhất nên là đoàn ta không gặp. Đấy là nhóm chị Minh, anh Thu. Ca sĩ Thu Minh đấy à, Minh Thu, tiếng Hàn Quốc tí. Chị và hai em nhỏ nhưng lại đi suốt người lớn. Thế là bây giờ cơ chế vẫn là đoàn 19 người mặc dù hai em quá nhỏ đấy. À đoàn này 4 người ạ. Đoàn thứ ba là ba mẹ con rất là xinh đẹp đấy. À cứ từ nhiều đến ít ngồi ở cuối xe kia, Cao Bằng ạ. À chị Oanh và hai em, là nhóm chị Oanh nha. Vâng. Còn nhóm này nữa thì quan trọng nhất là gia làng. Già làng mà chúng ta sẽ kính trọng nhất đây là chú Tính. Tiêu, đây, chú Tiêu cô Nguyệt. Chú Tiêu cô Nguyệt ạ. Đây hai cô này không biết là ở cái hiệp hội gì mà để đi riêng mà để hẹn nhau để ở một phòng và lại tình cảm như hai chị em, thì mọi người tìm hiểu sao nhá. Chị Hảo và chị Minh. Chị Minh rất là cái mặt vui vui đây này. Thì từ nay đến hôm về mình sẽ ở cái xe này. Nhưng cố gắng đừng để nó rơi bởi vì cái xe là của mình. Cái 12, cái ngôi nhà này là cái ngôi nhà nhiều tình cảm với đoàn ta nhất trong cái chuyến đi này. Sau này chia tay cái ngôi nhà này là đoàn ta rất là cảm động. 12 ngày chúng ta đi cái ngôi nhà này. Cái thứ đây là cái ngôi nhà 12 ngày nha. Em là Hưng, Trần Quốc Hưng. Đấy. Số điện thoại ở Ý có thể đọc luôn cho mọi người để ghi nha.